Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hbforsurf.com. Ngày nay chúng ta quay lại với tút 1 phút 30 giây. Và trong tút này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái file plan màu sao cho nó thật nhanh và tiện dụng. Rồi, ở đây các bạn hay thường thấy cái xe màu mà bằng PSD đó thì nhược điểm của nó, một là nặng, hai là có nhiều bạn không biết cách kéo thả như thế nào hết. Cho nên là ở đây mình hướng dẫn các bạn cách gom nó lại, những cái layer đó, những cái adjustment layer này, gom nó lại thành một cái file thôi và nó dễ dàng áp dụng cho hình. Thì đó là cái tên gọi là 3D Loot ha. Thì ở đây cái tạo như sau. Ở đây chúng ta có cái file plane màu sẵn rồi. Một cái lưu ý đó là cái file này chỉ có adjustment layer thôi nha. Adjustment layer thôi, tức là những cái này thôi chứ còn không có hiệu ứng ví dụ như là cái Gaussian hay là cái gì hết. Chỉ có adjustment layer thôi. Thì đây, sau khi các bạn đã plane màu xong rồi, đây mình có một cái file plane màu này. Đó, bây giờ mình muốn gom nó lại thành một file và sau này áp dụng lại thì mình sẽ vào như sau. Vào file ha, chọn export và chọn là color lookup tables. Đó, ở phần description các bạn có thể đặt bất kỳ cái gì, ví dụ như là màu nhạt. Đó, màu nhạt hay Photoshop rồi. Cái grid point này thì mình để là 2 đi. Ở phần dưới là 3DL hoặc là cup thì mình chọn cả hai cái 3DL và cup. CSP và ICC profile mình không còn quan tâm và click OK. Sau khi click OK, các bạn chọn cái phần, cái nơi mà chúng ta lưu cái file 3D Loot này lại. Mình sẽ chọn là ví dụ như là màu nhạt, HP Photoshop, click Save. Ở đây sau khi chúng ta đã có rồi, nó sẽ bắt đầu nó chạy như thế này ha. Thì ở đây sau khi có, sau khi chúng ta sẽ mở một cái hình khác chẳng hạn vậy. Mình sẽ mở cái hình này đi, chứ nó bựa bựa chút xíu. Một cái file khác ha. Thì đây mình ơi ra đây. Ok, mình cứ open thôi. Rồi, nó sẽ ra đây và chúng ta sẽ sử dụng cái file hồi nãy như sau này. Chúng ta sẽ cũng vào adjustment layer này, cái ở phía dưới này ha. Và chúng ta chọn là color lookup. Color lookup. Ở đây thì cái 3D loot file này chúng ta sẽ chọn vào load 3D loot, nó sẽ mở để chúng ta chọn cái file hồi nãy mới chúng ta mới export ra đó. Đó, thì đây chúng ta có cái màu nhạt, HP Photoshop Cube con 6.7 mê thôi. Là gọn nhẹ, là click một cái là tự động nó sẽ chạy, nó load một hồi, sau khi xong á thì nó sẽ hiện lên cái file màu của chúng ta ha. Ở đây nó vẫn còn đang load. Thì như cái color lookup này là có từ cái phiên bản Photoshop CC 2014 trở lên thì có, các bạn có thể sử dụng được. Cái file 3D Loot này á, ngoài Photoshop ra, các bạn sau khi làm xong chúng ta có thể chuyển nó qua Adobe Premiere hoặc là Adobe Effect hình như cũng có đại khái là có áp dụng là nhiều cái file 3D Loot này. Thì đây các bạn có thể thấy là tất cả adjustment layer chúng ta gom vào một cái rồi. Ở đây chúng ta có thể tinh chỉnh thêm cái nữa tùy ý các bạn. Các bạn có thể thấy là nó xài rất là nhanh và gọn nhẹ ha. Rồi, các bạn đã theo dõi tút này, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào tút sau. Đừng quên like, subscribe và comment phía dưới cho mình biết các bạn muốn tút tiếp theo mình sẽ làm gì.